Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc ô vuông ha. Nhưng mà trong đây là nó có những cái đặc điểm như sau á các bạn. Ở đây là một cái bông hoa, còn cái hàng này sẽ là một cái hàng dâu tay á các bạn. Và cái hàng màu hồng đậm này nè tượng trưng cho những cái chiếc lá mùa hè cũng như mùa thu á các bạn. Ở đây thì các bạn có thể là phối màu nâu tay hoặc là màu nâu đất hoặc là màu nâu đỏ, cũng hết sức là dễ thương luôn ha. Thì những cái ô vuông này thì các bạn có thể là làm chăn nè, hoặc là làm cái đồ trải bàn, hoặc là làm áo gối, hoặc là chúng ta ghép thành túi nè, thành áo nè, rất là nhiều công dụng và nó tiện ích lắm á các bạn. Thì mình đã hướng dẫn cho các bạn là bốn cái mẫu ô vuông trước đó rồi, thêm cái mẫu này nữa là 5 mẫu rồi đó. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích những cái mẫu ô vuông của Mimi Handmade nha. Nếu mà các bạn yêu thích đó, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha, và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào móc cái chiếc ô vuông hoa dâu tay và lá này, hết sức là dễ thương luôn nha. Với cái mẫu ô vuông này thì mỗi màu các bạn sử dụng một ít ha, nó không có tốn quá nhiều cho mình là một màu á các bạn. Cho nên là các bạn có cái len sợi thừa nào thì các bạn có thể là tận dụng nha. Ở đây là mình sử dụng len mi cotton nè các bạn. Và cái kim móc mình sử dụng là kim móc 2.5mm, nó sẽ cho ra cái size là 12cm nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn nó nhỏ hơn, to hơn thì các bạn có thể là đổi cái loại len sợi cũng như là cái loại kim móc mà các bạn móc nha. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình là kim khâu len với lại cái cắt len. Ở đây là mình phối tổng cộng là 6 màu nè các bạn. Thì như các bạn thấy là ở đây là một cái vòng cánh hoa ha. Ở đây là một cái hoa, ở đây là những cái quả dâu. Thì các bạn có thể là thay thế màu quả dâu thành màu hồng nhạt, màu đỏ, hoặc là màu cam thì nó cũng được, màu hồng cam á các bạn. Còn các bạn thấy là ở trên cái phần màu hồng đậm này nè, nó giống như là chiếc lá mùa thu ở bên Hàn Quốc nó rụng á các bạn. Thì các bạn có thể là phối màu nâu đỏ hoặc là màu nâu tây thì nó cũng rất là đẹp ha. Rồi các bạn có thể là tham khảo nha. Rồi bây giờ thì chúng ta lấy cái len màu vàng ra để mà chúng ta móc cái phần nhụy hoa trước. Bây giờ đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn nha. Chúng ta sẽ đưa kim móc vào vòng tròn này, kéo len qua, móc lên hai mũi móc xích. Các bạn quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào vòng tròn này, các bạn móc liên tục cho mình 11 mũi móc kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Đó, màu vàng thì chúng ta cần ít thôi ha các bạn. Rồi các bạn kéo cho nó nhỏ lại. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Rồi các bạn sẽ trượt mũi nha. Các bạn móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len nha. Rồi bây giờ chúng ta có 11 chân móc. 11 chân móc chính và một cái chân móc mũi dời. Đây, cái chân móc mũi dời của chúng ta nè các bạn. Như vậy là chúng ta ở vòng tròn này chúng ta sẽ có 12 chân móc tính luôn chân móc mũi dời ha. Đây, chân móc đầu tiên và đây là cái chân móc cuối cùng, tính luôn chân móc cuối cùng là 12 mũi. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái màu hồng nhạt ra. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc bất kỳ. Ví dụ như mình sẽ đâm kim vào cái chân móc ở chính giữa này đi. Các bạn đưa cái kim móc qua, rồi các bạn sẽ kéo cái phần màu hồng nhạt này qua, móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Rồi bây giờ các bạn sẽ quấn lên một vòng lên kim nè, đâm kim vào cái vòng tròn này, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo cái len thừa này lại cho nó khít lại nè. Các bạn móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Đây, 2 mũi móc xích ha. Rồi các bạn sẽ móc qua cái chân móc kế bên. Nè, các bạn quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc kế bên, đồng thời nẹp cái cọng len thừa ở phía dưới, các bạn kéo len qua.
kéo len qua hai vòng giữ nguyên như thế này nha các bạn. Các bạn lại quấn len, đâm kim vào cái chân móc đó, các bạn lại kéo len qua, kéo len qua hai vòng, chúng ta có được ba vòng len trên kim như thế này. Các bạn kéo qua một lần hết luôn. Rồi bây giờ các bạn lại móc lên hai mũi móc xích cho mình. Rồi tiếp tục các bạn sẽ làm giống như cái mũi thứ hai này nha các bạn nè. Cái mũi đầu thì chúng ta ba cái chân móc đầu tiên tượng trưng cho một mũi móc kép cộng với một mũi móc kép đầu tiên ha. Đó là nói chung là cái mũi đầu là chúng ta móc như vậy, còn từ cái mũi thứ hai, thứ ba, thứ tư trở đi thì chúng ta sẽ móc giống như là cái mũi thứ hai nè. Các bạn quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc kế bên, các bạn kéo len qua hai vòng giữ nguyên. Các bạn quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc đó, kéo len qua hai vòng, chúng ta có được ba vòng len trên kim. Các bạn kéo qua hết luôn và lại lên hai mũi móc xích, và các bạn sẽ làm lần lượt như thế đến cuối hè luôn ha. Chúng ta có 12 chân móc thì chúng ta có 12 mũi hạt, mình nói đây là hạt gạo đấy ha các bạn, 12 mũi hạt gạo như thế này nha. Tại vì nó cũng nhỏ gọn các bạn nè. Tới đây cái các bạn sẽ nẹp cái phần màu vàng nè vào đây đó, các bạn sẽ móc một mũi hạt gạo cho mình nha. Ở như vậy là một hồi nữa cái mình sẽ tới cuối cùng cái mình sẽ cắt len luôn à các bạn, chứ chúng ta sẽ không có cần giấu len nữa ha. Rồi các bạn móc đến cuối hàng luôn nha. Móc đến cuối hàng các bạn cũng sẽ lên hai mũi móc xích nha, và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này nè. Đó, các bạn sẽ trượt mũi và rồi các bạn móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len nữa nha. Rồi các bạn rút nó lại như thế này, rồi các bạn canh chỉnh cho nó. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái len màu hồng của quả dâu ra nha. Tương tự như cái ở màu vàng thì cái này các bạn sẽ móc vào cái nhánh nào cũng được hết nha. Đây, cái dây này cũng được, cái dây này cũng được, mà cái dây ở đây cũng được. Ở đây là mình chọn cái dây ở giữa nè để mình nẹp cái phần màu hồng luôn. Rồi tới gần gần tới đây á, cái mình sẽ nẹp cái phần màu hồng da này luôn ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo cái len màu hồng qua trong cái dây này. Rồi móc lên cho mình ba mũi móc xích nha. Rồi các bạn quấn len một vòng lên kim nè. Bây giờ chúng ta sẽ tạo mũi hạt bắp nha các bạn. Rồi các bạn quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào ở cái dây này, các bạn kéo len qua hai vòng giữ nguyên như thế này. Các bạn lại quấn len, đâm kim, kéo len qua hai vòng, các bạn giữ nguyên ha. Các bạn lại quấn len, đâm kim, kéo len qua hai vòng. Bây giờ ở cái đầu tiên các bạn sẽ có là bốn vòng len trên kim như thế này, các bạn sẽ kéo qua một lượt luôn ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình ba mũi móc xích, chúng ta hoàn thành được một mũi hạt bắp đầu tiên. Rồi bây giờ tới cái bên cái dây kế bên nè, các bạn lại quấn len, đâm kim, kéo len qua hai vòng giữ nguyên, quấn len, đâm kim, kéo len qua hai vòng giữ nguyên, quấn len, đâm kim, kéo len qua hai vòng giữ nguyên. Rồi thêm một lần nữa cho mình nha. Từ cái thứ hai trở đi là trên kim các bạn sẽ có là 5 vòng len như thế này nha. Thật ra là chúng ta sẽ có một mũi hạt bắp bao gồm là 4 mũi móc kép như thế này ha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo qua hết 5 vòng len trên kim. Rồi các bạn lại móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Tiếp tục các bạn lại làm mũi hạt bắp thứ ba tương tự như hai mũi mà mình đã hướng dẫn cho các bạn ha. Và nó sẽ giống như là cái mũi hạt bắp thứ hai nhất đó. Bây giờ có 5 vòng len trên kim, tính luôn cái chân móc ở đây nè, thì bây giờ các bạn sẽ kéo qua hết luôn và lên 3 mũi móc xích. Rồi các bạn sẽ làm lần lượt như thế đến cuối hàng luôn nha. Và chúng ta đang làm cái phần quả dâu á, rồi một lát nữa cái chúng ta làm cái phần cuốn đó nha. Rồi móc lên 3 mũi móc xích, rồi các bạn làm đến cuối hè luôn ha. Rồi tới đây các bạn sẽ nẹp cái phần màu hồng da này vô đây, rồi các bạn sẽ móc luôn nè. Đến cuối hè, cái mũi hạt bắp cuối cùng các bạn cũng sẽ móc lên 3 mũi móc xích, và các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Các bạn trượt mũi nha, móc lên một mũi móc xích và các bạn sẽ cắt len.
Rồi gấp lại. Bây giờ nó hơi túm lại như vậy nè. Rồi các bạn sẽ canh chỉnh lại cho mình nha. Đó. Rồi, cho nó giãn cái mũi móc xích ra nha. Nếu mà bạn nào móc lỏng tay thì nó sẽ ít có cụp hơn á các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái len màu xanh ra để chúng ta tạo cái phần cuốn lá nha, cuốn dâu á. Đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt ở cái phần màu xanh này nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ luồn kim từ cái dây bên đây sang cái dây bên này. Rồi các bạn sẽ đưa vô trong cái nút thắt này. Rồi các bạn sẽ kéo cái len này qua đây cho mình. Đó, kéo qua hết nguyên cái mũi hạt bắp luôn ha. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình 1, 2, 3 mũi móc xích nha. Rồi cái màu xanh này các bạn để xuống phía dưới đi. Một lát nữa ở cái hàng màu hồng đậm nè, mình sẽ giấu cái phần màu xanh này nha. Rồi bây giờ các bạn quấn lên một vòng lên kim nè. Đâm kim vào nguyên cả cái mũi hạt gạo này để chúng ta thực hiện một mũi móc kép nha các bạn. Đây, các bạn kéo lên qua. Rồi, kéo lên qua hai vòng. Tiếp tục là hai vòng nữa, thực hiện một mũi móc kép như bình thường á. Mà mình thay vì thực hiện ở chân móc ở phía trên thì chúng ta sẽ thực hiện ở cái chân móc ở chỗ cái phần hạt gạo ha. Nè, nó luồn qua như thế này luôn nè các bạn. Nó xuyên qua cái mũi hạt gạo nha. Rồi các bạn móc lên cho mình 3-2 mũi móc xích nè. Rồi các bạn sẽ đâm kim từ cái ô bên đây sang cái ô bên đây, kéo cái len màu xanh qua, trở ngược lại đây và thực hiện một mũi móc đơn. Rồi bây giờ các bạn lại lên cho mình 2 mũi móc xích nè. Các bạn lại quấn len một vòng lên kim, thực hiện một mũi móc kép cho mình vào cái mũi hạt gạo ở phía dưới này. Đó, các bạn kéo lên. Đó, kéo lên qua hai vòng và hai vòng nữa. Rồi lại tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Rồi các bạn lại đâm xuyên từ cái ô này sang cái ô bên cạnh, kéo cái len màu xanh qua và thực hiện một mũi móc đơn. Lại lên 2 mũi móc xích và thực hiện một mũi móc kép vào cái mũi hạt gạo ở hàng thứ hai. Lại lên 2 mũi móc xích. Rồi bây giờ các bạn cứ luồn qua đây để tạo một mũi móc đơn. Rồi các bạn sẽ làm như thế đến cuối hàng luôn ha. Nó có cúp lại thì kệ nó ha. Còn cái phần màu hồng này nè, chúng ta không cần nẹp vào ở cái hàng màu xanh này đâu nha. Một lát nữa lên cái phần màu hồng đậm chúng ta sẽ giấu cái phần màu hồng này luôn nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm tương tự như mình hướng dẫn. Một kép xuống hạt gạo, rồi lên 2 mũi móc xích, rồi móc một mũi móc đơn vào cái mũi hạt bắp này ha. Chúng ta đâm xuyên qua, rồi cứ làm tương tự như thế đến cuối hàng. Bây giờ mình sẽ thử làm một cái nữa để cho các bạn quen luôn nha. Đó, một mũi móc kép nè, 2 mũi móc xích, một mũi móc đơn. Rồi, làm tương tự như thế đến cuối hàng. Đây các bạn móc đến cuối hàng thì chúng ta sẽ còn một cái hạt gạo ha. Đừng quên cái mũi hạt gạo cuối cùng nha các bạn. Để thôi là lên cái hàng màu hồng đậm mình bị thiếu á. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc một mũi móc kép vào cái mũi hạt gạo cuối cùng. Móc lên 2 mũi móc xích và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên nè. Cái chân móc ở chính giữa luôn nè các bạn. Các bạn sẽ đâm kim xuyên qua đó ha. Rồi các bạn sẽ trượt mũi nè. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Rồi bây giờ nó cúp lại như thế này nè. Các bạn sẽ làm như mình, giống như cái hàng thứ ba. Các bạn sẽ canh chỉnh nó ra nha. Tại vì á, khi mà chúng ta làm cái mũi hạt bắp này nè thì nó sẽ túm túm lại á các bạn. Cái dòng qua đây nè, nó không có đủ cái độ dài á để mà nó xòe ra. Cho nên là các bạn sẽ giúp nó lận cái quả dâu này lên. Sau đó là chúng ta cũng sẽ kéo cái khoảng cách giữa những cái mũi móc xích qua nha. Tại vì khi mà các bạn lên cái hàng màu hồng đậm với lại màu trắng á, là nó tự động nó vuông ra. Và bây giờ mình làm là mình cố định nó một xíu để cho cái form nó đẹp hơn thôi ha các bạn. Chứ là không có thành vấn đề ha. Một lát nữa tới cái phần màu hồng đậm thì các bạn sẽ thấy cái sự thay đổi của nó. Rồi bây giờ các bạn lấy cái màu hồng đậm ra nha.
Bây giờ các bạn sẽ đâm kim cho mình. Bây giờ mình sẽ giấu nè một cái màu hồng ở phía dưới này, cũng nẹp vô đây luôn ha, cái màu xanh ở đây và một cái màu xanh ở chỗ phía dưới này nữa. Một lát nữa chúng ta sẽ cùng nẹp luôn ha, một cái là nẹp bên đây, một cái là nẹp bên đây nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm cho mình ở cái phần này, đâm kim vào cái chân móc màu xanh bất kỳ ha. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc màu xanh bất kỳ, đồng thời đâm kim xuyên qua bên cái nhánh ở phía dưới này, cái nhánh màu hồng đó các bạn, có cái phần dây màu hồng ở đây, chúng ta sẽ đâm kim xuyên qua luôn nha. Rồi các bạn sẽ kéo cái len màu hồng này, hồng đậm này qua. Các bạn nhớ nẹp cái màu hồng đậm này luôn nè nha. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình 1, 2, 3 mũi móc xích nha. Các bạn quấn len 2 vòng lên kim. Chúng ta sẽ thực hiện một mũi kép đôi. Các bạn đâm kim vào cái chân móc này luôn nha. Rồi các bạn kéo len qua. Sau đó các bạn kéo len qua 2 vòng trước. Tiếp tục là 2 vòng. Và 2 vòng còn lại. Rồi bây giờ chúng ta coi như là đã xong 2 mũi kép đôi rồi ha. Ở đây là được một phần rồi nè. Các bạn sẽ lên 2 mũi móc xích. Chúng ta sẽ đang tạo cái góc vuông ở chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn quấn len 2 vòng lên kim, tiếp tục đâm kim vào cái chân móc đó nữa nha. Nè các bạn nhớ đâm kim xuống phía dưới luôn á nha. Đó, các bạn kéo len qua. Kéo len 2 vòng lần thứ nhất. Kéo len 2 vòng lần thứ hai, giữ nguyên như thế này nha. Các bạn lại quấn len 2 vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc đó nữa. Các bạn lại kéo len qua. Kéo len 2 vòng lần thứ nhất, kéo len 2 vòng lần thứ hai. Rồi bây giờ trên kim còn 3 vòng len như thế này, các bạn sẽ kéo qua hết cho mình luôn. Tiếp tục các bạn lại móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Các bạn sẽ làm cho mình thêm 2 mũi vô một mũi nữa ha. 2 mũi kép đôi thành một mũi á nha các bạn. Đó, giống như là cái chỗ thứ hai này nè. Rồi, 2 vòng len trên kim như thế này, các bạn đâm kim vào cái chân móc đó nữa. Kéo len 2 vòng lần thứ nhất, kéo len 2 vòng lần thứ hai. Tiếp tục quấn len 2 vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc đó, kéo len qua. Kéo len 2 vòng lần thứ nhất, kéo len 2 vòng lần thứ hai. Được 3 vòng len trên kim như thế này, các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Rồi bây giờ chúng ta đã xong một cái góc vuông đầu tiên. Chúng ta cũng đã nẹp được cái len màu hồng rồi nè các bạn. Chúng ta có thể là nẹp thêm một lần nữa hoặc là không ha. Không nẹp cũng được nữa nha các bạn. Tại vì nó vô một cục ở đây rồi là nó chắc chắn rồi ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình quấn len một vòng lên kim nè. Đâm kim vào cái chân móc màu xanh kế bên. Đồng thời đâm kim xuống cái dây màu hồng phía dưới luôn nè luôn ha. Rồi các bạn sẽ kéo len lên cho mình, kéo len qua 2 vòng, giữ nguyên như thế này ha các bạn. Các bạn lại quấn len, đâm kim, kéo len qua 2 vòng. Rồi bây giờ chúng ta có 3 vòng len trên kim nè, các bạn kéo qua hết luôn. Rồi tiếp tục móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Lại làm y hệt như đây, quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào chân móc đó, kéo len qua 2 vòng, giữ nguyên, quấn len, đâm kim, kéo len qua 2 vòng. Được 3 vòng len trên kim, các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Lại lên 2 mũi móc xích. Các bạn lại quấn len, đâm kim, kéo len qua 2 vòng. Quấn len, đâm kim, kéo len qua 2 vòng. Được 3 vòng len, kéo qua hết luôn. Rồi như vậy là chúng ta đã có được một góc vuông với lại 3 mũi này tương đương với là một cạnh như thế này, là nó bao gồm là hai cái phần mũi móc kép nè các bạn. Đây, đây là cái góc vuông, đây là hai phần của mũi móc kép, đây là một cái góc vuông. Góc vuông thì chúng ta sẽ thực hiện mũi kép đôi ha. Rồi bây giờ cái chân móc màu xanh kế bên nè, các bạn sẽ móc y hệt như là cái mũi móc kép này nha. Chúng ta sẽ móc nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ dòm theo tay móc của mình nha. Đó, móc giống hệt như là cái mà mình vừa móc á.
khoảng cách của nó là 2 mũi móc xích nè. Đó, lại lên 2 mũi móc xích. Và chúng ta lại móc vào cái chân móc đó 2 mũi móc kép cuối cùng đó. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta kết thúc được một cạnh bên đây nè. Tới cái góc vuông nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nẹp cái phần màu xanh ở phía dưới nè vô phía trên ha. Các bạn tạo cho mình nè 3 lần của mũi kép đôi nha. Quấn len 2 vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc này, kéo len. Kéo len 2 vòng, giữ nguyên, quấn len, đâm kim, kéo len 2 vòng và còn 3 vòng len trên kim, kéo qua hết luôn. Rồi lại lên 2 mũi móc xích. Rồi chúng ta lại móc thêm 2 mũi giống hệt như thế này nữa vào cái chân móc này để tạo cái góc vuông thứ hai. Đó. À, cái này lên 2 mũi móc xích. À, tí xíu nữa là quên rồi đó các bạn. 2 mũi móc xích ha. Rồi chúng ta thực hiện 2 mũi kép đôi như mình hướng dẫn đó. Rồi chúng ta kết thúc được cái góc vuông thứ hai nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc qua bên đây một cái hai cái cụm này nha. Nè. Đây, cái cụm này và cái cụm này. Giờ chúng ta sẽ móc mũi móc kép. Nhưng mà chúng ta cũng kéo hờ như vậy nha. Chứ chúng ta sẽ không có móc mũi móc kép. Nó giống như cái mũi hạt gạo ở phía dưới á các bạn. Đó, khoảng cách của nó là 2 mũi móc xích. Rồi bên đây các bạn sẽ nẹp cái phần màu xanh này vô nha. Rồi các bạn sẽ làm một cụm mũi móc kép như thế nữa. Một cụm hạt gạo đi. Đó, mình nói vậy cho nó dễ nha. Lên 2 mũi móc xích. Rồi xong cái này cái các bạn sẽ làm góc vuông thứ ba là chúng ta sẽ thực hiện mũi kép đôi đó các bạn. Rồi kết thúc cái góc vuông thứ ba đó là thì chúng ta sẽ làm hai cái cụm này. Đây, hai cái cụm đang móc nè. Rồi xong rồi kết thúc hai cái cụm này, xong rồi cứ tới cái mũi góc vuông thứ tư, rồi tới hai cái cụm này đối diện qua đây nè. Rồi chúng ta sẽ kết hàng thôi. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm tương tự như mình hướng dẫn đến cuối hàng luôn nha. Mình đã móc 4 cạnh đủ rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này nha. Đây, chân móc đầu tiên rất là dễ thấy. Rồi các bạn móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Đây các bạn, như thế là chúng ta đã giấu hết rồi. Một lát nữa chúng ta chỉ cần giấu cái len màu vàng thôi là chúng ta cắt mấy cái cọng này hết đi là xong ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viền lại cái hàng cuối cùng, hàng màu trắng. Ở cái màu trắng á, thì các bạn sẽ bắt đầu từ cái cụm thứ hai của cái góc vuông ha. Đây, nguyên một cái góc vuông của mình nè, cái chân móc thứ hai là chân móc ở giữa luôn nè các bạn. Đó, rồi bây giờ các bạn sẽ kéo cái len màu trắng này qua nha. Móc lên cho mình một mũi móc đơn. Móc lên một mũi móc xích xong rồi chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn vào đây. Rồi các bạn sẽ kéo cái màu trắng này lại nè. Móc lên cho mình thêm 3 mũi móc xích nữa. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc kép vào cái dây kế bên này nè. 3 mũi móc kép đôi ha. Rồi các bạn sẽ quấn 2 vòng len trên kim, đâm kim vào cái dây này, kéo len lần thứ nhất, kéo len lần thứ hai, kéo len lần thứ ba. Rồi, một mũi kép đôi đầu tiên. Mũi kép đôi thứ hai. Mũi kép đôi thứ ba. Tức là dây ở góc vuông thì các bạn sẽ móc là mũi kép đôi hết nha. Rồi bây giờ cái khoảng cách nè các bạn, giữa cái cụm này và cái cụm này thì chúng ta có cái phần ở giữa nè. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đôi vào cái khoảng cách này nha. Đây, cái khoảng cách này nè. Rồi các bạn móc cho mình một mũi kép đôi.
Rồi bây giờ các bạn sẽ móc vào cái dây mũi móc kép này nè. Dây đầu tiên ở đây, trong đây này nha. Các bạn móc cho mình hai mũi móc kép cùng một chân. Kép đầu tiên, kép thứ hai. Đó, móc mũi kép đôi bình thường và mũi móc kép bình thường, chứ mình không có chừa lại ha, mình kéo qua hết luôn, chốt mũi móc kép luôn à. Rồi, cái dây tiếp theo ở cái cụm móc kép này nè, chúng ta cũng móc hai mũi móc kép cùng một chân. Rồi bây giờ giao nhau giữa cái cụm này và cái cụm này, nó có phần ở giữa nè. Các bạn sẽ móc một mũi kép đôi vào cái cụm ở giữa này ha. Đó. Rồi bây giờ kế bên nó là cái cụm mũi móc kép, thì chúng ta lại móc vào cái dây đầu tiên này hai mũi móc kép cùng một chân. Rồi, dây kế bên hai mũi móc kép cùng một chân. Rồi bây giờ giao nhau giữa hai cụm nữa rồi nè các bạn. Rồi các bạn sẽ móc vào đây một mũi kép đôi. Rồi bây giờ tới cái góc vuông, thì cái dây của góc vuông các bạn sẽ móc mũi kép đôi, thì các bạn sẽ móc vào cái dây đầu tiên này ba mũi kép đôi cùng một chân. Một, hai, ba. Kết thúc ba mũi kép đôi, các bạn sẽ móc vào cái chân móc này nè. Đó, là giống như là cái chân móc đầu tiên mà chúng ta đã móc đó các bạn. Các bạn móc vào cái chân móc này một mũi kép đôi cho mình. Như vậy là trong cái góc vuông chúng ta bao gồm là ba kép đôi, một kép đôi, ba kép đôi nha. Rồi các bạn lại móc vào cái dây kế bên này ba mũi kép đôi. 1 2 3. Rồi, giao nhau giữa cái cụm góc vuông với cái cụm kép này, các bạn lại móc cho mình một mũi kép đôi ở đây. Rồi tiếp tục ở đây là cái cụm kép này các bạn, thì các bạn cứ móc vào cái dây đầu tiên là hai kép. Dây kế bên là hai kép. Vậy thì các bạn sẽ móc giống hệt như cái cạnh mình vừa hoàn thành. Ở đây có bốn cạnh mà, chúng ta cứ móc là giống như cái cạnh đầu tiên là được ha. Rồi các bạn sẽ móc một mũi kép đôi vào đây. Đây, giao nhau giữa hai cái cụm này là một mũi kép đôi. Bên đây là hai kép. Rồi bên đây là hai kép. Rồi giao nhau giữa cái cụm này và cái cụm này, các bạn lại móc mũi kép đôi. Rồi xong, tới góc vuông thì các bạn lại móc giống hệt như cái cụm góc vuông ha, là ba kép đôi, một kép đôi, rồi ba kép đôi. Đó, nè, tương ứng nè. Nhưng mà ở đây nhớ là một kép đôi ở cái khoảng giữa này ha các bạn. Rồi xong tới khoảng này nè, lại là một kép đôi. Rồi bên đây là hai kép đơn, rồi đây là kép đôi. Rồi hai kép đơn, rồi đây là kép đôi. Rồi cái chỗ này cái chúng ta lại móc cái kép đôi ngay góc vuông nè. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn móc tới cái cụm cuối cùng này luôn nha. Nè, cái cụm cuối này nè. Rồi bây giờ chúng ta còn một kép đôi ở cái khoảng giữa này. Rồi các bạn, ở đây là cái góc vuông của chúng ta nè, chúng ta còn khuyết một cái dây. Như vậy thì chúng ta sẽ móc 3 mũi kép đôi vào cái dây này. Mũi kép đôi đầu tiên, mũi kép đôi thứ hai, mũi kép đôi thứ ba. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc. Đây, cái chân móc này nè các bạn. Nè, giống thẳng lên đây, chân móc này luôn nha. Rồi các bạn cắt len cho mình, kéo nó lên, rút nó lại. Rồi bây giờ chúng ta canh chỉnh cái form nè. Đó. Rồi canh chỉnh nó ra. Mình móc chặt tay các bạn, cho nên là lúc nào mình cũng phải canh chỉnh nó hết trơn á. Đó.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm một bước cuối cùng là giấu cái phần len của phần màu trắng này. Cái màu hồng đó hồi nãy là mình quên nói các bạn đó, các bạn cứ nẹp vào cái phần màu trắng khi mà chúng ta móc á. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc. Chúng ta chuột mũi đó. Rồi các bạn kéo nó như vậy ha. Rồi các bạn lật lên, lật lật cái bề trái lên. Các bạn đâm kim nha. Cho mình một lần đâm kim ở phía dưới này, lần nữa, xong rồi đâm kim lần nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa nó từ đây qua đây đi. Đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ đưa nó từ đây qua phía bên này. Rồi qua bên đây luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ thực hiện cái việc cắt len nè. 1 cộng, 2 cộng, 3 cộng. Hoặc là trong cái lúc mà các bạn kết thúc hàng nào á, các bạn cắt cái hàng đó cũng được nha. Chứ tại mình ưa lười lười á các bạn. Cái mình để cuối cùng mình mới cắt, cho nên là giờ mình phải cắt nè. Chứ không thôi các bạn mỗi hàng các bạn cắt đi, tại vì mỗi hàng là mình cũng đã giấu rồi, kết thúc cái mình cắt luôn rồi, xong cái là nó xong luôn à. Còn giờ cái mình phải làm thêm bước này nè. Rồi bây giờ cái màu vàng, đây các bạn, màu vàng các bạn sẽ trở ngược lại ha, đừng có trở ngược qua đây nha, trở ngược qua đây là nó về không á, các bạn phải đi lên thẳng gì nè. Đó, rồi các bạn quay qua các bạn làm thêm lần nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt len. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để mấy cái cọng len này ra ngoài đi. Còn cọng nào không? Rồi bây giờ nó đã xong rồi nè. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu ô vuông hoa dâu tay này ha. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha. Và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video clip này và thực hiện cái mẫu ô vuông này cùng mình. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.